Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay mời cô chú, anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính. Rất là vui, tưng bừng, phấn khởi khi mà cái trận lượt về này chúng ta rất là thong thả. Ngày hôm nay thì nghe thấy cái tin lươn xào xả ớt, ngày mai thì nghe thấy cái tin là lươn xào lăn, và ngày kia thì nghe thấy lẩu lươn rồi là cháo lươn. Trận lượt về lươn được làm món tơi bời để Phan Chính Nghĩa nhâm nhi. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, ngày hôm nay xứng đáng là một ngày nhậu online khi đã có thông tin đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã xóa tên Hàn Ni ra khỏi danh sách. Từ nay tại đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh không còn cái tên Đặng Thị Hàn Ni nữa, tất cả đã trôi về quá khứ. Và đó chính là cái giá phải trả đau đớn cho một con lươn mang tên Đặng Thị Hàn Ni. Và theo thông tin mới nhất trên báo Pháp Luật, mục Pháp Luật, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh xóa tên bà Đặng Thị Hàn Ni. Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật, đương nhiên xóa tên khỏi danh sách luật sư đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đối với bà Đặng Thị Hàn Ni. Một cái giá phải trả quá là khốc liệt cho lươn khi đối đầu với chính nghĩa. Hôm nay, ngày 14 tháng 5, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định về việc xử lý kỷ luật luật sư đối với bà Đặng Thị Hàn Ni. Cái giá phải trả chắc chắn sẽ đến. Quan trọng là nó thường đến muộn nên nhiều người không biết là có cái giá phải trả. Sau một quãng thời gian, Hàn Ni lên trên mạng đối đầu với chính nghĩa nhục mạ bà Nguyễn Phương Hằng, thì ngày hôm nay không chỉ là ở tù mà còn nhận cái giá quá là đau đớn cho một người mang danh luật sư. Đúng là đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh không thể chứa nổi cái tên Đặng Thị Hàn Ni nữa rồi, nên là phải xóa tên trong danh sách. Theo quyết định, Ban chủ nhiệm đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh quyết định áp dụng hình thức kỷ luật, đương nhiên xóa tên khỏi danh sách luật sư đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư Đặng Thị Hàn Ni, sinh năm 1977, chứng chỉ hành nghề luật sư số 2944TP-LSCCHN do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp ngày 8 tháng 8 năm 2006, thẻ luật sư số 4363LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 11 tháng 11 năm 2015. Như vậy là tính đến năm 2024 này thì Hàn Ni cũng có tầm khoảng 9-10 năm hành nghề. Quyết định trên căn cứ theo điểm A khoản 3 điều 42 của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và khoản 6 điều 40 của Quy chế 50/QĐ-HĐLSTQ ngày 8 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng Luật sư Toàn quốc. Như thế này thì kiểu gì Trần Văn Sĩ cũng sẽ bị xóa tên khỏi danh sách luật sư thôi. Còn tại sao chưa có thông tin? Cũng bởi vì Trần Văn Sĩ đang trong giai đoạn kháng cáo, chưa có quyết định thi hành án. Còn Hàn Ni thì không kháng cáo. Hàn Ni đã có cái quyết định thi hành án rồi. Vì vậy nên là đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cũng nhanh chóng xóa tên khỏi danh sách luôn. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, sau thời hạn ở tù 1 năm rưỡi thì Hàn Ni trở về hoàn toàn tay trắng. Ngày trước thì chúng ta còn lo ngại cái việc là Hàn Ni trở về thì không biết là có ai thuê luật sư nữa không, bởi vì cũng chẳng ai đi thuê một cái người luật sư mà bị vào tù cả. Bởi vì rõ ràng nếu như mà không thuê Hàn Ni thì còn có may có cơ hội không ở tù, chứ nếu như mà thuê Hàn Ni thì kiểu gì cũng ở tù hẳn luôn. Bởi vì luật sư kiểu gì luật sư ở tù. Nhưng mà có lẽ là cái suy nghĩ đó cũng bằng thừa, bởi vì đến bây giờ Hàn Ni là bị xóa tên khỏi danh sách luật sư rồi. Nếu như ông Trần Văn Sĩ thì cũng ở cái độ tuổi mà nếu như trở về tù thì cũng đã tầm 70 rồi, cũng nghỉ hưu là vừa rồi. Còn như Hàn Ni thì vẫn ở cái lứa tuổi vẫn có thể hành nghề được. Mà đặc biệt cái nghề luật sư ấy thì thực ra nó cũng không có cái thời hạn để mà nghỉ hưu đâu. Bởi vì cái nghề luật sư thì càng lâu thì lại càng giỏi, giống như nghề bác sĩ ấy, càng lâu tay nghề càng cao. Nên là với Hàn Ni thì là cũng hơi bơ vơ rồi đấy. Bây giờ tay trắng trở về, coi như bị xóa tên khỏi danh sách rồi. Muốn có cơ hội để mà trở về làm luật sư, muốn có cơ hội để trở về một người dạy luật thì cũng không còn nữa rồi. Và ôi rồi ôi, bao nhiêu lươn ngoài kia, ngày xưa thì ôm chân chị Hàn Ni với ôm chân Trần Văn Sĩ, nào là úi dồi ôi, chị Hàn Ni với ông Trần Văn Sĩ là luật sư đấy,
chúng ta ủng hộ luật sư để mà đi dẹp bỏ bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà đến bây giờ nhìn xem, đi ôm chân một người luật sư cuối cùng là bị xóa tên khỏi danh sách. Vậy nên cuộc sống cứ ngược đường, ngược nắng, ngược chính nghĩa làm cái gì để rồi chấp nhận một cái số phận như thế này. Lý do là luật sư Đặng Thị Hàn Ni đã bị kết án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo bản án hình sự sơ thẩm số 86/2024/HSST ngày 1 tháng 3 năm 2024 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, và bản án này đã có hiệu lực pháp luật. Quyết định xóa tên có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Đặng Thị Hàn Ni có quyền khiếu nại đến Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Cái này thì khiếu nại cái gì? Nhận bản án tù 1,5 năm là quá chuẩn đét, toàn quốc đều biết, còn oan trái cái gì nữa mà khiếu nại. Nên là Hàn Ni không có cửa khiếu nại đâu. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ xác minh thông tin về Đặng Thị Hàn Ni. Ngày 24 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phản hồi rằng ngày 1 tháng 3 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sĩ 2 năm tù và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 theo bản án hình sự sơ thẩm số 86/2024/HSST ngày 1 tháng 3 năm 2024 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì cuối cùng cái lời tiên tri đã đến rồi. Bây giờ mà Hàn Ni có trở về thì chỉ có mỗi con đường mà làm YouTube thôi, chả còn gì cả. Sau khi xét xử, bị cáo Trần Văn Sĩ có đơn kháng cáo, còn bị cáo Đặng Thị Hàn Ni không có kháng cáo và cũng không có kháng nghị, nên bản án hình sự sơ thẩm nêu trên đã có hiệu lực một phần đối với bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định thi hành án đối với bà Đặng Thị Hàn Ni. Và cuối cùng, một luật sư Đặng Thị Hàn Ni đang ở cái tuổi đỉnh cao sự nghiệp. Cô ta có kênh YouTube, có Facebook, là một, có một cái thương hiệu cũng khá là lớn, tiếng nói khá là lớn trên cộng đồng mạng, cũng nổi tiếng đấy cô chú anh chị ạ. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng đến bây giờ là tay trắng, cũng chỉ vì đi ngược đạo lý mà thôi. Và chắc chắn là đến bây giờ, giờ này lươn con hết gáy cô chú anh chị ạ. Cũng chỉ bởi vì ngày xưa là họ dựa vào, à đấy, có luật sư này, luật sư Sĩ, luật sư Hàn Ni, chị Ni của tao, anh Sĩ của tao, phản biện bà Nguyễn Phương Hằng, đấy, toàn những người, đấy, luật sư đi phản biện đấy. Nhưng mà cuối cùng bây giờ sau khi phản biện bà Nguyễn Phương Hằng một cái là coi như vào tù hết cô chú anh chị ạ. Rực rỡ cho bên lươn đấy. Và không biết là khi nhận cái thông tin này thì những người như Đinh Lan hay là Hoàng Kim Dung hay là một số những con người khác thì không biết có suy nghĩ như thế nào. Chắc là họ cũng hết gáy thôi. Thương chị Đặng Thị Hàn Ni thế nhỉ, đi lên phản biện bà Nguyễn Phương Hằng, cuối cùng là bây giờ là đã vào tù 5 năm, lại còn bị tước bằng luật sư, lại còn bị xóa tên khỏi danh sách nữa. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, để học được một cái bằng luật sư ấy, như anh nông dân chia sẻ với Phúc ấy, là vất vả lắm, ngoài 4 năm đại học xong rồi còn phải học nữa, rồi thi học viện tư pháp, rồi sau đó là thực tập rồi mới được cấp bằng. Rất là vất vả mới có một cái bằng luật sư ấy, chứ không phải đơn giản đâu. Và như Hàn Ni là có đến tận 10 năm kinh nghiệm, nhưng cuối cùng là tất cả đổ sông đổ bể hết, tất cả sự nghiệp đổ sông đổ bể, công sức bao nhiêu năm học hành đổ sông đổ bể chỉ vì là đi ngược lại chính nghĩa. Ở một cái giai đoạn thì rất nhiều người, Hàn Ni, Trần Văn Sĩ và rất nhiều YouTuber bên kia, họ đã cùng trâu lại với nhau để mà tấn công bà Nguyễn Phương Hằng. Và đến bây giờ đi đâu hết rồi? Đi đâu hết rồi, người thì vào tù, người thì bị xóa tên khỏi danh sách luật sư, người thì xin lỗi bà Hằng, người thì lặn đi, người thì lỡ lở lơ. Và bây giờ những cái tiếng nói của họ cũng chỉ là cái tiếng nói yếu ớt trên cộng đồng và chẳng ai thèm chú ý. Đi ngược đạo lý, đi ngược chính nghĩa là vậy, càng ngày sẽ càng bị lụi bại. Và ngày hôm nay là một ngày rất là vui, Hàn Ni là đã bị xóa tên khỏi danh sách luật sư rồi. Chắc là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn cũng cảm thấy như vậy mới là đúng, như vậy mới là công bằng, như vậy mới là trời có mắt.
Như vậy mới là pháp luật công minh. Và ngày hôm nay xứng đáng để chúng ta thưởng thức một bữa lẩu lươn. Miến lươn, lươn xào, xả ớt, rất nhiều các loại. Cô chú anh chị và các bạn nếu mà chưa đi chợ thì có thể lấy lươn làm cái món ăn trong ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi kênh Phúc Tài Chính. Và kênh Phúc Tài Chính sẽ liên tục cập nhật đưa tin. Cô chú anh chị và các bạn hãy bấm theo dõi kênh Phúc Tài Chính nha. Và ngay sau đây là một clip Phúc Tài Chính chia sẻ về những mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán. Cô chú anh chị và các bạn nếu cần mặt hàng nào có thể đặt mua để ủng hộ cho Phúc Tài Chính trên con đường lên tiếng về chính nghĩa này nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những clip tiếp theo. Tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là thương hiệu Samsung rất là nổi tiếng và đây là loại kẹo cao cấp, chất lượng, thơm ngon, bổ dưỡng. Kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc là loại kẹo giúp cho người bị tiểu đường dùng mà không ảnh hưởng tới sức khỏe, giúp thư giãn, thoải mái tinh thần, giảm stress và bớt mệt mỏi. Với trẻ em dùng để phát triển trí não và tăng cường trí nhớ, tăng cường sinh lực, bồi bổ cơ thể. Và trong gói kẹo hồng sâm không đường này thì gồm thành phần là cao hồng sâm, vitamin. Và trong một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể dùng 3 đến 4 viên, vừa thơm ngon bổ dưỡng mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Đặc biệt là cô chú anh chị nào bị tiểu đường thì có thể dùng được cái loại kẹo này nha. Và một gói kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc thì rất là lớn. Và ở đây sẽ là 500g cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua hai gói kẹo sâm không đường Samsung Hàn Quốc với giá là 195.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Cô chú anh chị và các bạn, đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhá cô chú anh chị nhá. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm Hàn Quốc và vitamin C. Cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát. Và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính. Đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa. Có tác dụng là bồi bổ cơ thể này, hạn chế cái sự lão hóa, tăng sức đề kháng, tăng khả năng hoạt động của não bộ, chống mệt mỏi và giảm stress. Và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo, rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể. Ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này, mà mua hai kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng một kẹo hồng sâm với giá là 45.000. Mua 2 tặng 1 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. Và đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hồng sâm KGC Hàn Quốc. Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích. Là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này, mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc. Với dạng bột hòa tan này, dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé. Thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này, dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi. Như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe. Và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng, khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm có thể là bồi bổ cơ thể và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Tăng cường sức đề kháng này, giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tim mạch, cải thiện trí nhớ, làm đẹp da này, thải độc, bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi. Và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này, mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Và cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng 2 lần, mỗi lần pha 2 cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích. Và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị.
nên dùng sau mỗi bữa ăn, lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất. Và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được một cái deal rất là hời này nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả, hãy gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal này nha. Bên trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong. Và mỗi một chai này thì sẽ là 120ml cô chú anh chị nhé. Nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao, giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi, cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây. Đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé. Cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này, bổ sung năng lượng này, hạn chế lão hóa, mát gan, bổ phổi, cải thiện da và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao. Thì hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có củ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345.000. Cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng cô chú anh chị nhé. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, hộp 10 chai cô chú anh chị nhé. Trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này. Và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc. Nước uống bổ sung năng lượng này, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già, người lao động nặng nhọc và stress cao. Công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này, giải khát, tăng sức đề kháng, phục hồi thể lực nhanh chóng này, bổ gan, mát phổi, giảm mỡ máu, cải thiện tình trạng thiếu ngủ, hạn chế lão hóa, tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ. Và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời. Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng là đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi. Và hơn thế nữa, cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa. Chỉ với 145.000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45.000. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn cao hồng sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Đây là một dạng sâm khác, là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm hai lọ sâm như thế này. Và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất, bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực này, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, phòng ngừa bệnh. Và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh gián. Và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch.
Đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày, cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng, cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng, cực kỳ là sang và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa. Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra. Và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240g cô chú anh chị nhé. Hai lọ sẽ là 480g. Và cao hồng sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời. Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc, sâm 6 năm tuổi, hộp 240g với giá là 625.000, thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính, đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn. Và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc, không chỉ mang tới hương vị thơm ngon, dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể. Đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi. Và ở trong đây có tất cả là 300g hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này. Và mở chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này. Và đây là hộp thiếc, và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho Phúc Tài Chính là cẩn thận, không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé. Bởi vì nó bọc rất là chắc chắn. Thì bên trong nó sẽ sâm khô hộp thiếc, khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này, cực kỳ là chất lượng. Tài Chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây, như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này. Và đây là sâm 6 năm tuổi. Và tổng cộng sẽ là 300g là 10 củ lớn cô chú anh chị nhé. Đây là một dòng sâm cao cấp. Màu sắc mùi vị của loại hồng sâm củ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng. Mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô. Và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm sơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này, hỗ trợ suy nhược thần kinh. Và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi, cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết, đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt được sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một hộp là 300g và với 10 củ lớn thì với giá là 1.550.000 đồng. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012. Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn như thế này thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính gửi cái deal hời này đến với cô chú anh chị và các bạn nha. Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ, nhung hiêu, tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, E, C, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Và công dụng sẽ là phục hồi, tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm, phụ nữ sau sinh,
phòng ngừa, tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh, điều hòa trạng thái huyết áp, tim mạch, hạn chế tiểu đêm cho người già, giải độc gan và thận, tốt cho hệ tiêu hóa, phòng ngừa các khối u, hỗ trợ cho người bị tiền đình, thiếu máu, kém ăn, mất ngủ, hạn chế rụng tóc, lão hóa, đem lại làn da mềm mịn, căng tràn cho người sử dụng. Và nếu cô chú, anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là với cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ, thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu hộp đỏ 120 viên này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú, anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590.000, thì cô chú, anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú, anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú, anh chị, đó chính là hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và cái hộp này sẽ là 200g cô chú, anh chị nhé. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú, anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong như thế này. Và thành phần sẽ gồm có là nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe. Đặc biệt cô chú, anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng. Và công dụng của hộp sâm thái lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tăng cường trí nhớ, bổ máu, mát gan, bổ thận, giảm cholesterol này, phòng ngừa tiểu đường này. Bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, kích thích ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú, anh chị và các bạn làm đẹp da, hạn chế lão hóa. Thì cách dùng là cô chú, anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi. Mỗi khi mà cô chú, anh chị và các bạn mệt mỏi, căng thẳng, thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này. Hay là những ngày mà di chuyển đường dài, làm việc vất vả, tàu xe cộ thì cô chú, anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú, anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú, anh chị một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú, anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một cái hộp này sẽ là 200g cô chú, anh chị và các bạn nhé. Cái giá sẽ là 350.000 và cô chú, anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal rất là hời này, cô chú, anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374 590 012. Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú, anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú, anh chị và các bạn một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng, đó chính là mật ong sâm Hàn Quốc. Mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580g thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú, anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580g và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này. Và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc với quy trình tiên tiến, luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe. Và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén. Cô chú, anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước, dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa. Và cô chú, anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong. Và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú, anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580g với giá là 250.000 đồng thì cô chú, anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này. Và để nhận được cái deal này thì cô chú, anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú, anh chị
và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Anh chị, đây chính là nước hồng sâm chính phủ KGC này. Và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết, 0,36% tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cô đặc, và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc mạnh nha, hương thảo mộc, rất là tốt cho sức khỏe. Và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này, mệt mỏi, căng thẳng, nhức đầu, giúp tỉnh táo tinh thần, nâng cao cái hệ thống miễn dịch này, phòng ngừa tiểu đường, đẹp da, chống oxy hóa. Bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này. Bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé. Và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70ml. Và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời, bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900-950.000 cơ. Nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái giá tốt. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá, và một gói sẽ là 70ml. Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nhá. Và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này. Và có tất cả là 30 gói 70ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi, kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe, cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi. Và công dụng của nước hồng sâm chén Hàn Quốc là sẽ hỗ trợ sức khỏe ổn định, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, hồi phục cơ thể suy nhược, kém ăn, rụng tóc, khó tiêu, hỗ trợ thải độc cơ thể, rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành, tăng cường sức đề kháng này, hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung, đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh. Thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu, làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm. Và những cái sản phẩm sâm như thế này thì Phúc Tài Chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của Phúc Tài Chính uống, nên là Phúc Tài Chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này. Thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ. Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này. Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000. Và đặc biệt những cái đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính chắp bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị gói gia vị sâm hầm gà. Đây là món ăn rất là truyền thống nổi tiếng. Và khi cầm cái gói này thôi mà Phúc Tài Chính đã ngửi thấy mùi sâm rất là thơm ngon rồi. Và đây là một món ăn ngon bổ dưỡng vì là có nhân sâm. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, một gói này nó sẽ có từ 2 đến 3 củ nhân sâm ở đây. Rất là tốt cho sức khỏe cô chú anh chị ạ. À. Và trong một cái gói này nó sẽ gồm 7 vị và 70g, gồm 40g hoàng kỳ, 15g táo khô Hàn Quốc, 15g ngũ gia gai Hàn Quốc, 10g cắt căn Hàn Quốc, 5g đường quy Hàn Quốc. Và vào những ngày se se lạnh hay là người cô chú anh chị và các bạn có cảm thấy là mệt mỏi, khi đó chúng ta thưởng thức cái món gia vị gà hầm sâm Hàn Quốc này, chúng ta sẽ lấy lại được sức khỏe và bồi bổ cơ thể rất là tốt. Và cái cách dùng ở đây đó chính là một cái gói này chúng ta có thể sử dụng được cho 3 con gà cô chú anh chị và các bạn nhé, hoặc là tương đương với 3 lần nấu. Thì trong cái quá trình chúng ta hầm gà thì chúng ta không cần phải bỏ bất cứ một cái gia vị nào để thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị nhân sâm trong cái gói gia vị sâm hầm gà Hàn Quốc này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, mua combo 3 gói gia vị sâm hầm gà nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 300.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000. Và cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện tới số 0374 590012 để nhận được một cái deal hời này nha.
Và với đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn cái cuốn Nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là hộp Đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc cô chú anh chị và các bạn nhé. Thì bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái túi Đông trùng hạ thảo này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây là hộp rất là lớn cô chú anh chị và các bạn ạ. Và đây khi mở ra chính là hộp Đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc như thế này. Và bên trong cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đó chính là bên trong sẽ gồm có tất cả là 6 hộp nhỏ. Và bên trong mỗi hộp nhỏ như thế này thì sẽ có tất cả là 10 gói, mỗi gói là 30ml. Và ở đây đều có tem mác dãn nhãn đầy đủ như thế này. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, Đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, chiết xuất từ đông trùng hạ thảo này, nấm linh chi, cam thảo quế, và có tác dụng là sẽ hỗ trợ này, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chức năng thận này, chống lại tác dụng xấu, và có tác dụng với huyết áp nhờ khả năng lưu thông máu này, giúp ổn định nhịp tim cho người có bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch, và đặc biệt là sẽ giúp cho cơ thể khỏe khoắn, ngăn ngừa nhiều bệnh tật tuổi già, giúp hệ thần kinh hoạt bát và giảm stress, phù hợp với tất cả mọi đối tượng này, đặc biệt là người bị bệnh tim, cao huyết áp và người bị mắc bệnh về hô hấp. Và từ xa xưa thì đông trùng hạ thảo đã là một bài thuốc dân gian tăng cường sức khỏe, bồi bổ sức khỏe, giúp ích cho con người rất là nhiều, đã từ ngàn xưa để lại những cái phương thuốc quý hiếm như thế này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 950.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là giá rất là hời mà bên Phúc Tài Chính có được. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt đó chính là khi mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói này thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những cái ký ức đặc biệt nhất về drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Cô chú anh chị nào theo dõi Phúc Tài Chính thì sẽ biết rằng có một giai đoạn Phúc Tài Chính đi làm marketing cho một công ty nhập khẩu những cái hàng chính hãng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy nên Phúc Tài Chính vừa làm marketing mà vừa nhập những cái mặt hàng này về bán luôn. Vì vậy nên rất đa dạng những mặt hàng về đông trùng hạ thảo. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn trên màn hình, bên Phúc Tài Chính còn có thêm 3 loại đông trùng hạ thảo nữa. Rất nhiều loại để cô chú anh chị và các bạn có thể lựa chọn với đầy đủ mẫu mã, kiểu dáng. Thì đầu tiên ở trên góc trái màn hình của cô chú anh chị và các bạn, đó chính là đông trùng hạ thảo gỗ đen Kangwa 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và có một cái deal rất là hời, đó chính là một hộp đông trùng hạ thảo gỗ đen Kangwa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì sẽ với giá là 1.050.000 và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Tiếp theo là ở phía bên tay phải của cô chú anh chị và các bạn, đó chính là đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng Kangwa 60 gói và mỗi gói là 30ml. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính cũng có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng Kangwa 60 gói 30ml 950.000 và được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Và tiếp theo đó chính là loại đông trùng hạ thảo đặc biệt nhất, đó chính là đông trùng hạ thảo thượng hạng nguyên con hộp 45g loại to. Với một cái deal rất là hời, đó chính là với một hộp này giá sẽ là 2.850.000 và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và cô chú anh chị cảm thấy ưng ý về loại đông trùng hạ thảo nào thì có thể lựa chọn và nhấc điện thoại lên gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính với số 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và với mỗi một hộp đông trùng hạ thảo thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất trong drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc, hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp này, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.
và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u gan dạ dày, hỗ trợ rối loạn nội tiết tố, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tinh thần. Và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp 120 viên này thì đó chính là những người lớn tuổi này, sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu tim mạch, hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm. Thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1.290.000 đồng, và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng, cô chú anh chị và các bạn nhé. Không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Uống lại hộp táo đỏ, Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này, đây là một loại hộp nữa. Đây cũng là đều là loại hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc, cô chú anh chị nhé. Và có tất cả là 4 loại táo đỏ như này. Đây, 4 loại táo đỏ. Đây, táo đỏ này nữa. Đây, 4 loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau. Và liệu cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này, giàu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này, bổ não, phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này, hoặc là để ăn liền, hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi, được kiểm tra kỹ lưỡng. Và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Táo đỏ này thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, 1 cân táo đỏ như thế này. Và có tất cả là 4 loại, cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn, chúng ta có thể là vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe, hoặc là có thể đem đi biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này, và Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé. Thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165.000, và sẽ được tặng một kẹo sâm cô chú anh chị nhé. Tặng một kẹo sâm 45.000. Đây là một cái deal rất là hời trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nhé. 4 loại táo đỏ này thì đều đồng giá cô chú anh chị nhé. 2 hộp táo đỏ thì đều cũng có giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Có một hộp táo đỏ thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, 2 hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây, hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được tặng một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái deal hấp dẫn này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Chú anh chị và các bạn, đó chính là An Cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. Và khi mở ra thì một cái hộp gỗ An Cung 60 viên sẽ như thế này. Trên tay Phúc đang là một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Thành phần chính là củ hoài sơn, cam thảo, mật ong. Ngoài ra còn có rễ xài hồ, bồ hoàng, phục linh, xạ hương, xuyên khung. Công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này, làm giảm đau đầu, thiếu máu não, tác động mạch vành. Hộp An Cung hộp gỗ 60 viên này thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và xuất huyết não, và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não, giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng, giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp An Cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay thì có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 880.000 thôi. Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có 2 quà tặng, đó chính là sẽ được tặng một tuýp dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000.
và sẽ được tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45.000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374 590012 nha. Phúc Tài Chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là mật ong chanh vàng. Sắp tới là những cái tỉnh thành mà sắp bước vào mùa đông, mùa lạnh rồi thì sẽ có rất nhiều các bạn nhỏ, người già và người trưởng thành gặp cái tình trạng là đau họng, thì mật ong chanh vàng này sẽ giúp chúng ta xóa tan đi cái nỗi lo đó. Mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, một chai này là 1 kg cô chú anh chị nhé, là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu chanh vàng và mật ong tự nhiên. Sản phẩm chứa nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về họng. Và đặc biệt với công dụng của mật ong chanh vàng này sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh này, giúp giảm đờm này, giảm ho, chống nôn, tiêu hóa tốt và nâng cao thể trạng cho người già ốm yếu, suy nhược cơ thể. Thì hằng ngày chúng ta có thể dùng như một là cái dạng nước pha để mà uống nước giải khát và rất tốt cho cổ họng. Và đặc biệt khi mà ho thì chúng ta sẽ sử dụng như siro, uống 2 thìa mật ong chanh này đặc thì sẽ giúp giảm ho. Và chúng ta sẽ uống vào buổi sáng và buổi tối. Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một lọ 1 kg mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá sẽ là 195.000, và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000. Cô chú, anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 để được nhận cái deal hời này nha. Và mỗi đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết từ năm ngoái cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hoa cúc đường phèn nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Đây là một loại trà đặc biệt bổ dưỡng này, thơm ngon, kết hợp giữa hoa cúc và đường phèn, 100% hữu cơ thiên nhiên của chú anh chị nhé. Và cái trà này sẽ giúp thanh mát này, mát gan, giải nhiệt và tốt cho hệ tim mạch, hỗ trợ điều trị mất ngủ nữa. Thì cô chú anh chị nào đang muốn cải thiện giấc ngủ này, muốn mát gan, tốt cho hệ tim mạch thì có thể đặt mua cái trà hoa cúc đường phèn này. Và đặc biệt cô chú anh chị có thể pha cái trà hoa cúc đường phèn này vào buổi tối trước khi đi ngủ. Trà hoa cúc đường phèn này được rất nhiều người ưa chuộng. Một hộp này sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Và hộp trà hoa cúc đường phèn này được thiết kế rất là sang trọng, có thể làm quà biếu, quà tặng cực kỳ là sang trọng. Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một trà hoa cúc đường phèn trị giá 175.000 thì sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 để được đặt hàng sớm nhất và nhận cái deal khuyến mãi này sớm nhất cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn mật ong gừng Hàn Quốc lọ 1 kg. Và bây giờ thì thời tiết đã chuyển về mùa đông, có những vùng miền đã lạnh rồi thì cô chú anh chị và các bạn có thể giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe bằng việc là sử dụng mật ong gừng này cho bản thân và gia đình nha. Và công dụng của mật ong gừng là làm dịu ho, cung cấp năng lượng cho cơ thể, dùng được cho trẻ trên 2 tuổi, đặc biệt là rất tốt cho người bị huyết áp thấp hay bị ho, giúp làm giảm các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như ngạt mũi và cảm lạnh, rất tốt cho hệ tiêu hóa, làm ấm người, tăng cường khả năng tuần hoàn máu, rất là có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân, tăng cường trao đổi chất. Và mật ong gừng vị ngọt thanh thơm mùi gừng là món quà sức khỏe rất cần thiết khi mùa đông đến để làm ấm cơ thể và bảo vệ cơ thể. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một lọ mật ong gừng 1 kg với giá là 205.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 590012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn hộp kỳ tử sấy khô organic 454 gram.
Và thưa cô chú anh chị và các bạn, kỳ tử được sử dụng cùng các vị thuốc khác như là táo đỏ này, đẳng sâm để làm các món hầm tần. Chúng ta còn có thể sử dụng kỳ tử trong các bài thuốc đông y để chữa các bệnh, giúp thanh nhiệt, giảm sốt, giải khát hiệu quả vào những ngày hè oi bức hay mà lúc mà chúng ta đang cảm thấy mệt, hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là xúc tiến quá trình tạo máu và giảm mỡ máu. Đặc biệt là kỳ tử còn có thể hỗ trợ chữa trị, điều trị những cái chứng như là choáng này, mắt hoa này, nhìn mờ, đau lưng, mỏi gối. Và cái cách sử dụng là cô chú anh chị và các bạn có thể pha trà, uống lạnh, nấu ăn và làm thuốc. Và với rất nhiều công dụng trong cái loại hạt kỳ tử sấy khô này, organic, thì cô chú anh chị và các bạn ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính sẽ mang tới một cái deal rất là hời đến với cô chú anh chị và các bạn. Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một lọ kỳ tử sấy khô 454g với giá là 195.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. À, để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay cho Phúc đến số điện thoại 0374590012 nhé. Và đặc biệt những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Có lẽ là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn thích cái cuốn này. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị một loại trà rất đặc biệt và phổ biến tại Hàn Quốc, đó chính là trà hoa sâm Hàn Quốc, và một gói này sẽ là 0,5kg cô chú anh chị nhé. Và trà hoa sâm thì rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc bởi vì cái vị thơm rất đặc trưng của nó. Nếu như mà rễ sâm được biết đến với hàm lượng saponin cao thì trong hoa sâm thì hàm lượng saponin này là cao gấp 5 lần. Và tác dụng của nó sẽ là chữa chứng mất ngủ này, thiếu ngủ, men gan cao này, mỡ máu, tiểu đường, huyết áp cao, huyết áp không ổn định. Và một túi trà hoa sâm này có rất nhiều công dụng mà cô chú anh chị và các bạn chắc hẳn rất cần. Đó chính là những ai mà gan yếu, đau dạ dày hay có vấn đề về đường ruột, muốn ức chế tế bào ung thư, ngăn ngừa lão hóa da, giúp cho da sáng khỏe thì có thể sử dụng cái trà hoa sâm Hàn Quốc này. Và ở bên Hàn thì người ta sử dụng cái trà này rất là nhiều để bồi bổ cơ thể. Và khi sử dụng trà hoa sâm thì người Hàn Quốc họ có thể ăn trực tiếp hoặc là hãm trà. Khi mà chúng ta ăn trực tiếp ấy, thì nó có vị hơi đắng nhưng mà có hiệu quả vô cùng với những cái bệnh như đau dạ dày, đau bụng hoặc đau họng do ăn nhiều đồ cay nóng, uống rượu bia. Hoặc là cô chú anh chị và các bạn có thể pha cái trà hoa sâm này với nước từ 90 độ trở lên để có thể thưởng thức cái vị trà hoa sâm thơm tự nhiên, có thể dùng thêm với mật ong hoặc là đường để tăng thêm cái hương vị thơm ngon. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một gói trà hoa sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với túi 0,5kg này thì sẽ có giá là 330.000 và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374590012 nha. Và đặc biệt những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ngũ cốc 15 vị ăn liền Hàn Quốc này, và một cái hộp này sẽ có tất cả là 40 gói. Đây là món ngon rất là tiện lợi và chứa 15 loại ngũ cốc và thay thế những bữa ăn mà nó sẽ ít calo hơn và giàu chất dinh dưỡng. Và cái thành phần là 15 loại bột ngũ cốc chính là bột khoai mì này, bột gạo lứt, bột đậu lành, bột mè đen, bột lúa mạch, bột đậu đỏ, kê này, đậu đen này, bột nếp, bột cao hương, bột mè đen này, yến mạch này, bột mì này. Và cái cách dùng của nó là chúng ta sẽ khuấy với nước ấm hoặc là nước lạnh, hoặc là có thể trộn với cả sữa nữa để có thể uống. Mua một hộp bột ngũ cốc 15 vị Hàn Quốc 315.000 thì sẽ được tặng ngay một combo rong biển là giá là 28.000 của chú anh chị nhé. Một cái deal rất là hời, cô chú anh chị và các bạn có thể comment nhắn tin cho Phúc hoặc là liên hệ qua số điện thoại 0374 590012. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức. Và tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn gói lá kim vụn trộn cơm ăn liền Hàn Quốc. Đây chính là món rất tốn cơm và đặc biệt là các bạn nhỏ rất là thích. Mỗi túi này sẽ là 70g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và thành phần gồm rong biển, dầu ô liu, muối biển, vừng rang và lá kim vụn đã được tẩm ướp và rang xào chín, rắc vừng sử dụng ăn liền với cơm rất là ngon miệng và bổ dưỡng, đặc biệt là hấp dẫn đối với trẻ nhỏ. À, cô chú anh chị và các bạn có thể thấy ở đây bao bì này có sẵn là cái khóa zip này, thì mỗi lần ăn xong chỉ cần khóa lại để đảm bảo được chất lượng rất là tiện lợi. Và đặc biệt loại rong biển ăn liền trộn cơm Hàn Quốc này cũng là một loại sản
sản phẩm rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Cô chú anh chị và các bạn có thể mua thưởng thức hoặc là cho các bạn nhỏ trong nhà thưởng thức nha. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua 2 bịch lá kim rong biển trộn cơm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, mỗi gói là 70g với giá là 150.000 đồng, thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một combo 3 gói rong biển ăn liền Hàn Quốc. Rất là hời phải không nào? Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Và với những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính xin gửi tặng tới cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ, ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất trong drama.